Thưa quý vị, dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, người dân Đà Nẵng vẫn dành thời gian cho nhau để chào đón năm mới 2022 với nhiều kỳ vọng và hân hoan, cũng như tận hưởng không khí phấn khởi lan tỏa khắp thành phố trong dịp kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Tranh thủ thời tiết đẹp vào sáng sớm nay, nhiều gia đình, các cặp đôi đã có mặt tại các địa điểm du lịch check-in hai bên bờ sông Hàn như vườn hoa xuân thành phố, tượng cá chép hoa rồng hay các khu vực trang trí ngoài bãi biển để có thể tận hưởng không khí của ngày đầu năm mới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên thành phố tiếp tục hạn chế nhiều hoạt động sự kiện. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn chọn cho mình những không gian riêng, cách thức riêng để chào đón năm mới, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, nhưng cũng vừa trọn vẹn niềm vui. Sáng nay thì không khí thật, thời tiết thật là đẹp, thì gia đình đã đi từ nhà và đi dự tính đi qua đây chụp hình kỷ niệm đầu năm. Địa điểm dịch lựa chọn thì chắc cầu rồng mình. Và dọc dọc mấy bờ sông này, điểm năm mới này thì cũng mong muốn cho toàn dân mình vượt qua các đại dịch này để có thể phát triển cách bình thường lại, và mong muốn cho gia đình ai cũng được có sức khỏe hạnh phúc và sẽ năm mới sẽ có nhiều thành công hơn nữa. Thì đầu năm 2022 thì cả gia đình cũng cho mấy nhóc đi vui chơi giải trí ở những nơi mà thoáng đãng chút. Còn ước nguyện thì cũng cầu mong cho mọi người có sức khỏe bình an trong một năm mới có phấn chấn hơn so với năm cũ đã quá nhiều cái rủi ro rồi. Cùng với các hoạt động ngày đầu năm mới, người dân Đà Nẵng cũng rất phấn khởi khi tham gia vào các chương trình hoạt động trong dịp kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Vừa tận hưởng không khí đầu năm, vừa thưởng lãm những hình ảnh của Đà Nẵng phát triển từng ngày qua những bộ ảnh tại triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật do Sở Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức. Ai nấy cũng kỳ vọng vào một năm mới thành phố sẽ vượt qua đại dịch, ngày càng phát triển, an bình và đáng sống. Gia đình cũng tình cờ đi ngang qua cầu rồng, cũng thấy những cái trưng bày của thành phố với chúng cho các bé vào để mà tìm hiểu được những cái lịch sử cũng như sự phát triển của thành phố mình từ trước đến nay. Những cái bức ảnh này cũng mình người thành phố nhưng mà mình cũng thấy những cái góc nhìn rất là lạ từ những bức ảnh mang lại, cũng như là cho mình cảm thấy sự tự hào và tin tưởng vào cái sự dẫn dắt của thành phố mình sắp đến để thành phố ngày càng phát triển hơn.